Kính thưa quý vị, tôi là thầy Thông Lai, gửi lời chào tất cả các đồng bào thân thương ở trong nước và tất cả các đồng bào ở hải ngoại. Bữa nay thầy có một cái livestream này, tại vì hôm qua nay thầy cũng rất là bận, rồi thầy mới vừa vào ở trong các cái YouTube thì thầy thấy hàng loạt. Không biết cái tháng này là cái tháng 911 hay sao đó, mà từ khi ngày 2 tháng 9 tới giờ, tất cả các cái sự mà cháy bùng nổ lên của các cái cơ sở của Tàu Cộng mà nó có mặt ở Việt Nam đó, nó quá cháy nhiều quá đi. Thành ra bữa nay cái livestream này là thầy chia buồn cùng Đảng Cộng sản Việt Nam, thầy chia buồn cùng với Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm, cũng như tất cả những cái tình báo Hoa Nam mà có mặt ở tại đất nước Việt Nam. Thầy cái này đó quý vị cứ vô trong YouTube quý vị thấy họ mới bỏ lên. Tức là không coi được cái trực tiếp livestream. Nhưng mà bây giờ tôi đọc cho quý vị coi nha. Quý vị không tin quý vị cứ sợt nha. Tôi là Thượng tọa Thông Lai xin gửi lời chia buồn đến tất cả những cái bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, chia buồn cùng Nguyễn Phú Trọng, chia buồn cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chia buồn cùng tất cả các người mà nắm trong cái ngành công an, nhất là Tô Lâm. Quý thị thấy mà bây giờ ở trong này đó, cái nhà kho, cái dãy nhà kho ở Buôn Mê Thuột á, nó bị tự nhiên nó phát cháy lên. Cái dãy nhà kho ở Buôn Mê Thuột, mà cái dãy nhà kho này là do 100% coi như là Tàu Cộng làm chủ mà tự nhiên nó lại phát cháy, cháy vì do lửa nha, và tôi chia buồn. Kế đó là làng đại học Linh Trung ở Thủ Đức á, quận Thủ Đức có cái làng đại học mà ở trong này đó, coi như là cái làng đại học này á, là ở trong này đó Trung Quốc nó ở rất là nhiều nha, mà cái làng đại học này cũng bị phát cháy luôn. Lạ lùng cái đó là chỗ nào mà có Tàu Cộng ở thì nó lại tự động nó phát cháy, phát cháy. Cái thứ ba là nhà máy nhựa Hưng Yên, ở ngoài tỉnh Hưng Yên. Cái nhà máy nhựa này 100% là vốn của Trung Quốc, Tàu Cộng. Tôi thành thật chia buồn cùng cái Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng tình báo Hoa Nam là cái nhà máy nhựa ở tỉnh Hưng Yên mà nó cháy lan qua luôn cả cái kho gạo. Nó cháy lan qua, tôi coi thì tôi thấy nó cháy lan qua cái kho gạo. Mà cái kho gạo này đó là chuyên môn cung cấp gạo cho những cái công nhân Trung Quốc mà nó đang phục vụ ở trong cái nhà máy nhựa Hưng Yên. Cho nên là không biết tại sao mà ông trời ông làm cháy cái nhà máy nhựa Hưng Yên dưới cái vốn 100% của Trung Quốc, và đồng thời nó lại cháy lan qua cái nhà máy gạo luôn, qua cái chợ gạo, mà chợ gạo này lại là cung cấp gạo cho những tất cả những công nhân của Trung Quốc ăn. Thành ra là tôi cũng thành thật chia buồn nha. Kế đó là cây xăng ở Thái Nguyên, cây xăng ở Thái Nguyên ở ngoài Bắc á, nó cũng bị phát cháy mà chủ á, là 100% vốn là của Tàu Cộng, và nó cháy coi như là sành sạch luôn, không có chữa được đó. Cây xăng Thái Nguyên tôi cũng thành thật chia buồn cùng cái Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm và cái Nguyễn Xuân Phúc, cũng như chia buồn cùng với tình báo Hoa Nam. Thứ năm là công ty niệm Vạn Thành, công ty niệm Vạn Thành đó quý vị cứ sợ nha, những cái gì tôi nói đó quý vị cứ đánh lên YouTube quý vị ông ơi, quý vị sợt ra công ty niệm Vạn Thành 100% vốn của Tàu Cộng mà cũng bị cháy do cái gì quý vị? Do lửa. Do lửa mà cháy. Thành thật chia buồn cùng Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với Nguyễn Phú Trọng là tay sai của Tàu Cộng, và thành thật chia buồn với Tập Cận Bình là cái công ty niệm Vạn Thành 100% vốn của Tàu Cộng lại bị cháy do lửa. Kế đó thứ sáu là công ty đồ gỗ Phú Nguyên, nó nằm ở Bình Dương. Trong này nó cũng là 100% vốn của Tàu Cộng mà tự nhiên nó cháy. Thành thật chia buồn cùng với Nguyễn Phú Trọng, Đảng Cộng sản và Tô Lâm, cũng như chia buồn cùng Tập Cận Bình là không biết tại sao mà mấy ông đầu tư làm sao mà cái gì mà có vốn 100% của Tàu Cộng là tự nhiên cháy do lửa. Giá cho lửa. Nhớ lại công ty đồ gỗ Phú Nguyên ở Bình Dương nó cháy mà 100% là vốn của Tàu Cộng. Cái đó thứ bảy, nhà máy nhựa Thanh Thanh Hóa, nó cũng phát cháy do lửa mà cái công ty này cũng là 100% vốn của Tàu Cộng. Xin thành thật chia buồn cùng Nguyễn Phú Trọng và các bè lũ tay sai, chia buồn cùng Tô Lâm, chia buồn cùng Tập Cận Bình. Và thứ tám là công ty Sơn Hoài Đức ở Hà Nội,
Trời đất ơi, cái công ty Sơn Hoài Đức ở Hà Nội mà nó lửa nó cũng cháy đến nữa. Lý do tôi thấy là tại vì 100% vốn của Tàu Cộng. Xin thành thật chia buồn cùng Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc và Tô Lâm cũng như là Tập Cận Bình. Sao mà nó xui xẻo quá vậy, nó cháy đồng loạt toàn là các công ty đầu tư của Trung Cộng không à. Thứ 9, khu công nghiệp Như Xuân ở Nghệ An cũng bị phát cháy. Cái này cũng 100% vốn của Tàu Cộng. Tôi thành thật chia buồn cùng Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm và Tập Cận Bình. Mấy ông đầu tư phải chọn nước nào, sao Việt Nam hình như nó không có hợp. Nó không có hợp thì nó lửa cứ kiếm mấy công ty của mấy ông không. Thứ 11 là Bí thư huyện Hà Tĩnh. Nhà của Bí thư huyện Hà Tĩnh, coi như là cái Bí thư huyện Hà Tĩnh là coi như nó tự huyện huyện nó bị cháy à. La lùng. Cái nơi là đi mô cũng nhớ giờ Hà Tĩnh có núi Hồng Lĩnh, nơi đây là quê hương của Hồ Tặc. Mà tự động Hồ Tặc là không có gia hộ mà cũng để cho coi như nhà có cái Bí thư huyện Hà Tĩnh bị cháy luôn, nhà cái huyện bị cháy luôn, cũng tội nghiệp. Tôi chia buồn cùng Nguyễn Phú Trọng nha. Rồi kế thứ 12 là đồn công an Vũng Tàu. Tự nhiên là ở miền Nam ở Vũng Tàu mà cũng bị bom xăng, trở ra đồn công an Vũng Tàu cũng bị bom xăng cháy. Nói chung là từ ngày 2 tháng 9 tới bây giờ hình như là các cái vụ các đồng chí công an không được hên ha. Rồi á, kế đó là tôi cũng chia buồn là cái trạm biến thế ở Tiền Giang, quận 10 phường 6 gì đó mà nó nổ, nó cháy rồi sao nó cháy luôn qua cái nhà của thiếu tá công an của tỉnh Tiền Giang luôn. Nghe nó phỏng rất là nặng, xin thành thật chia buồn nha. Chia buồn với thiếu tá và công an với cũng như bình biến thế tự nhiên nó nổ và không biết tại sao, thành thật chia buồn. Kế đó là quý vị biết cái cây cầu Bình Thuận đó, tự nhiên là nó bị lũ nó làm cô lập nguyên cả Bình Thuận với tỉnh Đồng Nai nha. Mà nhìn hình như không có nước và nhìn thì rất là khô, chứ không có giống như là ở ngoài những cái vùng mà bão lụt ở Hà Nội. Mà trong khi đó, đó cái cầu ở Bình Thuận nó cũng bị lũ cuốn sập nha. Đó, tôi cũng chia buồn với các cái người mà đàn áp đồng bào ở tỉnh Bình Thuận, nhất là các đồng chí công an nha. Tôi chia buồn cùng 10 thân nha, chỉ huy trưởng công an của Bình Thuận. Và tự nhiên trời cũng làm sao mà mưa nó cũng cuốn, cầu nào nó không cuốn, nó cuốn cái cầu của Bình Thuận nha. Thật là siêu xẻo, tôi xin thật chia buồn cùng ông 10 thân. Và kế đó là mới đây là cái phòng trà vũ trường Leo của Vũ Nhôm ở Đà Nẵng. Trời ơi, tự nhiên nó cũng phát cháy à. Tôi thấy 4-5 chiếc xe cứu hỏa lại mà không biết tại sao mà nó cháy. Mà công nhận cái ông trời này ông cũng thương người nữa nha. Ông cháy mà chỉ cháy cái nhà thôi chứ không có giết người. Dạ, không có ai bị chết hết. Thành ra đó là còn nhiều lắm nha. Còn nhiều lắm. Nhiều quá. Mà tại vì tôi coi sơ thì những cái này là tôi đã kiểm chứng rồi. Cái nào mình kiểm chứng thì mình mới gửi điện thư chia buồn nha. Thành thật chia buồn. Và tôi biết rằng á, đồng bào bây giờ đó thì họ không có biểu tình nữa, nhưng mà họ chờ để coi ông trời ổng có mắt không. Quả thật ông trời có mắt. Tóm lại quý vị muốn biết tôi đọc lại lần nữa nha. Đây là cái điện thư chia buồn của thầy Thông Lai gửi đến Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là ông Nguyễn Phú Trọng, kế đó là Tô Lâm, gửi đến luôn cả 15 tên ở trong Bộ Chính trị, thành thật chia buồn, và gửi đến Quốc hội Việt Nam, thành thật chia buồn nha. Tôi nhắc lại, giải nhà kho Buôn Mê Thuột bị lửa cháy. Và cái nhà kho này 100% Tàu Cộng, quý vị cứ search nha, lên YouTube search giải nhà kho của Buôn Mê Thuột bị cháy. Thứ hai, quý vị search làng đại học Linh Trung, do Trung Quốc cư ngụ trong đó gần hết, chuyên gia Trung Quốc ngủ trong đó lại tự nhiên phát cháy đó. Thì quý vị cứ search làng đại học Linh Trung, quận Thủ Đức á, và nó cũng bị cháy. Thứ ba là nhà máy nhựa Hưng Yên, 100% chủ là Tàu Cộng, cũng bị cháy. Rồi á, nó cháy như vậy thôi nó lại cháy lan ra cái chợ gạo của Trung Quốc nữa. Trời đất ơi, chợ gạo này để cung cấp thức ăn cho những cái tên công nhân tình báo qua Nam nằm ở đó chờ để mà tới giờ thuận lợi ra tay, là tự nhiên ông trời ông cũng cho cháy luôn à. Tự nhiên cháy cái nhà máy nhựa Hưng Yên, rồi cháy qua cái kho gạo nữa, làm cho các đồng chí tình báo qua Nam lại đói nha. Rồi cái thứ tư á, là cây xăng Thái Nguyên, chủ 100% là của Tàu Cộng. Quý vị cứ sợt nha, tôi nói những cái đó để tôi chia buồn. Rồi quý vị á, cũng phải chia buồn nữa nha. Và mình á, mình phải biết chia buồn. Và mình
mình phải chia buồn cùng với những cái đồng chí mà tình báo Hoa Nam, với những cái đồng chí mà làm tay sai cho Tập Cận Bình, đó. Rồi đó, thứ năm là công ty niệm Dạng Thành, quý vị sợt đi, trên YouTube có hết, nó trái đẹp lắm. Công ty niệm Dạng Thành 100% vốn Trung Quốc đã trái sạch sẽ không còn gì hết. Thứ sáu là công ty đồ gỗ Phú Nguyên Bình Dương 100% vốn Trung Quốc tự nhiên nó cũng phát trái, trái chịu không được luôn. Đó là thành thật chia buồn. Những cái gì tôi nói quý vị vào YouTube sợt nhớ nha. Rồi thứ bảy là nhà máy nhựa Thanh Hóa 100% vốn của Tàu Cộng là cũng tự nhiên phát trái. Trái do đâu? Do lửa. Dạ, do lửa. À, lửa mà trái. À, rồi kế đó số 8 á, là công ty Sơn Hoài Đức ở Hà Nội 100% vốn của Tàu Cộng. Quý vị cứ sợt từng chữ nha. Công ty Sơn Hoài Đức ở Hà Nội 100% vốn của Tàu Cộng cũng tự phát trái. Nguyên nhân trái là do lửa. Dạ, do lửa. Thành thật chia buồn quý vị cũng nhớ nha. Thứ 9 là khu công nghiệp Nhị Xuân, Nghệ An 100% là vốn của Tàu Cộng nó đầu tư vào cái khu công nghiệp này, cũng nguyên nhân trái là do lửa và trái giữa không được. Thành thật chia buồn nha, với Nguyễn Phú Trọng nha, với Tô Lâm. Và nhắc lại thứ 10 là công ty nhựa coi như là Hiền Phước ở Hóc Môn. Nhớ nha, công ty nhựa Hiền Phước ở Hóc Môn 100% vốn của Tàu Cộng và rồi cũng trái là do lửa. Dạ, do lửa chắc chắn đó, quý vị không tin đi thì các đồng chí công an kiểm chứng, trái do lửa. Dạ. Rồi thứ 11 á, là bí thư ở huyện Hà Tĩnh và là cũng bị trái và phỏng và coi như cái đó là cứ giật vô trong cái YouTube á, sợt đi. Những cái này là tôi kiểm chứng đó nha, tôi biết là quá trễ đó, quý vị cứ vô coi, cũng thành thật chia buồn nha. 12 là đồn công an Vũng Tàu, cái này nó không có trái do lửa nhưng mà bơm xăng, lửa từ bơm xăng mà trái vậy đó. Cô vô YouTube coi đi, không biết cái bơm này ai đặt tôi không biết. Tại tôi á, là cái người chủ trương bất bạo động, thành ra khi tôi thấy Đảng Cộng sản bị thiệt hại quá nhiều nha, thành ra tôi chia buồn. Và tôi đó là đây là thế là coi như là cái điện thư chia buồn qua cái Facebook này nha. Tôi thì thành thật chia buồn nha. Rồi kế đó là trạm biến thế ở Tiền Giang, ở coi như là quận 10 phường 6. Tự nhiên nó phát ra nửa đêm nó cháy, rồi nó văng ra qua nhà của thiếu tá công an luôn, phỏng nặng lắm. Thành thật chia buồn nha. Mà nhớ là vợ con của mà các người mà công an á, mà có đàn áp biểu tình á, thì nên khuyên chồng đi nha. Trời có quả báo đó, ông trời ông không đánh đâu hết á, mà hỏi ai tôi nghĩ chắc Thiên Lôi đó. Thiên Lôi đánh thì nó mới cháy nha. Cho thành ra vợ con công an thì nên nói với chồng nha, có làm gì làm vừa vừa nha. Mình cũng là người Việt với nhau nha. Có nhân có quả hết nha. Đó nha. Rồi á, kế đó là cây cầu ở Bình Thuận, mưa lũ á, không có nhiều mà nó sập đó nha, nó cô lập nguyên một cái huyện nha. Thành ra cái này tôi chia buồn ông coi hết công an của Bình Thuận là ông Mười Thân đó. Ông bây giờ ông muốn á, cái cầu nó không sập nữa đó, thì ông nên thả hết những đồng bào mà bị bắt vào ngày 10 tháng 2 đó. Nhớ kỹ nha, đồng bào đã tha cho cảnh sát cơ động mà ông vẫn tiếp tục bắt nguội. Rồi ông đàn áp giáo dân ở Thượng Hải, Thanh Hải đồ này kia, cho nên là ông trời ông có mắt đó, ông cho mưa lũ, thành ra là nó sập cái cầu nha. Đó tôi chia buồn dùng đó ông Mười Thân nha. Rồi kế đó là phòng trà vũ trường Leo của Vũ Nhôm, rõ ràng nó cháy do lửa. Mà quý vị biết Vũ Nhôm là một cái tên là đại tá công an hút máu với đồng bào ở Đà Nẵng ai cũng biết, nhưng mà rồi đó cái lực nhân quả phải không. Cho nên á, phe cánh của Vũ Nhôm ở Đà Nẵng còn nhiều lắm, nhất là công an mà. Thành ra tôi thành thật chia buồn. Và tôi biết rằng á, theo cái tình hình này đó, tôi nghĩ đó là trái rất nhiều. Thành ra đó có một cái người đệ tử tôi họ làm trong công an, họ nói thượng tọa ơi, tụi con thì chưa có bắt được người nào, nhưng mà tụi con không hiểu tại sao mấy chục cái vụ trái từ ngày 2 tháng 9 tới giờ nó trái liên tục, mà tụi con nói là không cứu quả thì không có. Các đồng chí phòng cháy chữa cháy phun tức chữa cháy là coi như là sát mặt ở hiện trường, nhất là cái vụ phòng trà của Vũ Nhôm 4 xe cứu quả thay phiên mà cũng ý trời sao mà nó cháy, cũng không có nói được đồng bào nào. Nhưng mà bây giờ tụi con là nhận được lệnh là theo dõi những người nào ở Việt Nam mà vào cái Facebook gì đất mẹ đó, mà trong Facebook đó nó có chỉ cách mày đặt bom rồi đó, thì quý vị đó nhớ đừng có vô nữa đó, là coi chừng công an nó vô rồi mình tình cờ nó, mình chỉ là người tình ngay mà lý gian, mình vô mình coi cách người ta giải chế bom đó,
thì nó rồi nó bị công an nó theo dõi nha. Quý vị nhớ, nhất là những đệ tử của thầy, mình là chủ trương bất bạo động, mình không có vô đó coi làm cái gì, để cho đệ tử của Ly Xà Phạm họ vô nha, ba sạch cho mình họ đừng có vô. Tụi con vô tụi con cũng không làm được cái gì đâu nha, nhưng mà bị nó lời nó kêu lên nó theo dõi nhớ nha, đừng có vô cái trang Facebook gì đất mẹ, tại vì cái người công an ở ở Việt Nam họ nói rằng xin thượng tọa nói dùm đi, con cũng biết là con có cái lệnh là theo dõi những người nào vô những cái trang mà ở ở Mỹ đó phản động đó, để học cách chế bom rồi đó, và cái chế này chế kia đó, thì chế bom xăng rồi đó, thì họ sẽ theo dõi nha. Thành ra con biết thượng tọa là chủ trương bất bạo động, thành ra là thượng tọa nên phiên đệ tử thượng tọa đừng vô trang web và Facebook gì đất mẹ nữa, mà bây giờ có vô họ cũng lấy xuống rồi. Và tại vì hiện tại Việt Nam giờ tới mấy chục ngàn người biết cái chuyện đó rồi, giờ đâu giữ làm gì nữa, thành ra kêu là văn chương truyền khẩu đó nha, chứ đừng có vô coi nữa, coi nó sẽ theo đó. Đó là một cái lệnh, nó đang theo dõi mấy người đó. Thì cái anh công an này ảnh cũng có lòng từ bi, ảnh cũng sợ nhà ảnh phát cháy nha, ảnh sợ anh bị phỏng, cho nên ảnh làm một chút phước đức là ảnh nói là đệ tử của thầy đó đừng có vô, chỉ có đệ tử của chị Ly Xà Phạm đồ đó thì người ta vô người ta rành, chứ đệ tử của thầy không biết cái đó đừng có vô, mà nhiều khi bị ở tù quan mạng nữa nha. Hôm nay quý vị thấy tôi bên nay đó, tôi thành thật, nghĩa là tôi rất là công bằng, chia buồn. Mình thấy Đảng Cộng sản bị cháy hàng loạt, là thấy Tàu Cộng đầu tư vô Việt Nam bị cháy hàng loạt. Cho nên tôi nói cho quý vị nghe, dưới những cái vụ cháy này nha, tôi về tôi trình lên nha, tôi lấy đầy đủ nhân chứng, vật chứng tôi chiếu nè. Rồi tôi gửi cho các công ty của Hoa Kỳ nè, tôi gửi cho các cái công ty mà chuẩn bị vào Việt Nam đó. Tôi nói ôi mấy ông đừng có vô, mấy ông vô kỳ này là mấy ông khổ lắm. Tại vì đó nhiều khi đó ông trời đó ông cũng có mắt nhắm mắt mở, phải không? Nhiều khi bữa nào mà ông tỉnh thì ông đánh trúng, bữa nào ông không tỉnh ông đánh trật cái tội nghiệp nha, đừng đi đầu tư nha. Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, một đất nước mà tự nhiên không cháy, những cái hãng xưởng nào mà do người Việt Nam làm chủ không cháy, Đài Loan làm chủ không cháy, Germany làm chủ không cháy, Hàn Quốc làm chủ không cháy, mà toàn là của Tàu Cộng không à, trời đất ơi. Thiệt là khổ nha, cũng tội nghiệp thiệt chứ. Cháy quá nhiều đi, không thấy ai chia buồn hết nha. Quý vị thấy tôi là cái người sớm nhất, lẹ nhất và chia buồn. Và tôi là lẹ lắm. Mình là đứng trong cái đó, mình phải có cái lòng từ bi. Và mình phải an ủi Nguyễn Phú Trọng, nhất là Tô Lâm. Tô Lâm á, là không đủ người. Mà theo tôi bấm quẻ dịch á, tôi bấm quẻ dịch thôi, là trong tháng từ đây tới cuối tháng 9 á, còn cháy nhiều lắm nha. Hỏi chỗ nào tôi nói là 62 tỉnh thành đều có cháy hết. Và tự nhiên cháy đồng loạt hết nha. Cháy đồng loạt hết. Ráng cố gắng mà ăn ở Đức làm sao hết cháy. Là đừng có đàn áp đồng bào. Chắc chắn là giờ người ta sẽ hỏi tôi cách nào đừng cháy. Thứ nhất á, là phải dứt dây ngay cái tên Bùi Hèn. Tại cái tên này nó hãm tài quá. Thấy không? Dứt dây ngay tên Bùi Hèn. Thấy không? Và cái tên mà cái hồ mà Ngọc Đại gì đó đó. Hai cái tên đó đó là phải xử nó đi. Cái thứ hai nữa là không có được coi như là giam chồng những cái tù nhân lương tâm, mà thả ngay ra Trần Quỳnh Duy Thức đi nha. Phải thả ngay Trần Quỳnh Duy Thức, mặc dù Trần Quỳnh Duy Thức là tự tuyệt thực, nhưng mà nhớ ông Gandhi tuyệt thực có hai mấy ngày à, mà nước Anh đã rung động rồi, trong khi Đảng Cộng sản thì Trần Quỳnh Duy Thức chỉ đòi là công lý, đòi chân lý, đòi nước Việt Nam, chính phủ Việt Nam thi hành công lý cho dân tộc Việt Nam, sử dụng lực pháp cho đúng thôi, chứ ông đâu có đòi lật đổ cộng sản đâu nha. Trần Quỳnh Duy Thức nè, rồi không có được đánh coi như là Trần Thị Nga nè, phải thả ngay Trần Thị Nga nè, thả mẹ nắm nè, thả 160 mấy tù nhân lương tâm nè nha. Nhớ nha, đừng có kêu cha Tân lên tội nghiệp ngày lắm, ngày đâu còn làm coi như là linh mục của cái xứ Thọ Hòa nữa đâu. Ngài bây giờ đã bị mất chức rồi, tội nghiệp ngài cứ kêu ngài lên xuống hoài. Mỗi lần kêu cái ngài mất công, ngài nói là ngài không muốn chết trong đồ, ngài cũng không có tự tử, ngài đem đồ ăn và ngài cũng không có đem dây thắt cổ. Mỗi lần tội nghiệp ngài lắm nha, ngài bây giờ đâu còn gì nữa. Ngài bây giờ thất sủng rồi nha, không có gì nữa. Cho nên đối với thầy đó, chúng ta nên coi như là tôi bây giờ tôi theo dõi tất cả các sự xui xẻo nó xảy ra cho Việt Cộng và Tàu Cộng. Thành ra tôi sẽ tôi thì không có ác như Ly Xà Phạm đâu. Ly Xà Phạm mà nghe là cầu siêu, Ly Xà Phạm mà tụng kinh là linh lắm. Nhưng mà tôi thì tôi không có dám, tại Ly Xà Phạm cư sĩ, ông có làm gì làm. Còn tôi tu sĩ tôi không có làm được. Nhưng mà tôi mỗi lần mà tôi thấy
các cơ sở Tàu Cộng mà bị cháy đó, thì tôi lại lên là tôi đọc cái cáo phó chia buồn nha, chia buồn phân ưu cùng Đảng Cộng sản. Và thành ra cái này quý vị thấy rõ không, tôi có cái đền thờ Tổ quốc ghi ơn, tri ân những anh hùng diệt quốc dòng thân, thì tôi cũng phải biết, nghĩa là có chia buồn những cái mất mát mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang gánh chịu. Tiền đã thiếu nha, uy tín thì quá là sệ rồi ha, giờ có ai dám đầu tư không? Bây giờ ngay cái Việt Kiều mà coi như đầu tư, mà là Việt Kiều mà ăn cơm quốc gia thì mà Cộng sản còn không dám đầu tư nè, tiền đổi bất cứ lúc nào, thấy không? Tình hình bấp bênh rồi, bây giờ ông trời ông không thương cho trái dài dài, tôi bảo đảm còn trái nữa. Tại tôi coi quỷ dịch đó, tôi coi tôi thấy là sao quả tạ đang chiếu Việt Nam đó, mà chiếu vào trong những cái người mà tay sai cho Tàu Cộng không à nha. Cho nên tôi chắc chắn rằng tôi về kỳ này tôi bổ túc thêm nha, đây là những cái mà mấy vị không nên làm ăn. Vì tự nhiên hàng loạt trong một tháng mà mấy chục cái chỗ cơ sở bị cháy, cái này thiệt là ông trời ông có mắt đó nha, ông có mắt. Và giờ cho nên khi nào Cộng sản mà nó sống có tình người, nó bộ đội nhân dân thì biết bảo vệ tổ quốc, bảo vệ bờ cõi, công an nhân dân thì bảo vệ đồng bào yêu nước chứ không bảo vệ người bán nước. Còn cái tên Bùi Hèn là cái tên tình báo Hoa Nam, thì hai cái tên này đó là muốn không có trái nữa thì phải dứt dây ngay. Và tại vì bây giờ ông trời ông thấy rằng á, là coi học sinh là người tổ quốc mong cho qua mai sau, mà tự động bây giờ á, Nghệ An rồi bãi trường không có gì học, cái lớp học gì đâu mà vắng que như là chùa Bà Đanh. Cho nên cái đó ông trời ông phải ông khóc và như là thiên lôi đó, ông xuống ông coi tại sao nha. Thì ông đánh vô mấy cái chỗ đó, tôi nghĩ là thiên lôi đánh thôi chứ cũng ai mà giỏi được. Người Việt Nam này ở đâu có nghe tôi suối được, hay là tôi nghe tôi thì bất bạo động rồi, cũng không nghe Ly Xà Phạm, cũng không nghe thế lực phản động nào hết đâu nha. Nhớ kỹ nha, người Việt Nam không phải là biểu họ làm cái mạng sống ở đâu, cho nên cái này là ông trời làm đó nha. Ông trời ông làm nha. Ông trời làm tại sao vậy tôi biết. Tại vì quý vị cứ cô lập mấy nhà thờ, mấy gì quý vị cứ hành hạ các cái vị mà chủ chăn đó, và cho nên ông trời ông đau lòng, cho nên là ông trừng phạt nó nha. Quý vị đừng có đàn áp mấy cái vị chủ chăn nữa, đừng áp các cái hội đồng giám mục nữa, thấy không? Để cho các giáo xứ họ dễ thở một chút đó, thì ông trời ông sẽ nhìn xuống nha. Đó, tôi chia buồn quý vị cứ nhớ lại nha, thành thật chia buồn cùng Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Tàu Cộng đã quá nhiều mất mát trong nguyên từ ngày 2 tháng 9 tới bây giờ, liên tục tự động là không biết ở đâu mà tự nhiên cháy liên tục như vậy đó, thấy không? Cho nên đồng bào yên chí đi, khi mà mấy đồng chí công an đó, vợ con các đồng chí công an, cha mẹ có đồng chí công an, họ thấy ông trời có mắt á, họ rất là sợ, thấy không? Mà con mắt có ông trời ở đâu? Tai vách mạch rừng, thấy không? Tai vách mạch rừng tức là bây giờ đó, 1 triệu đồng chí công an đã có bị 180 triệu con mắt của nhân dân theo dõi. Bây giờ quý vị mới hiểu là tình báo nhân dân ha. Hồi xưa đó ha, mà ông trời nào mà đánh á, hay là thiên lôi nào mà xuống đánh á, mấy anh giật sập cầu á, mấy ông giật chỗ này giật chỗ kia, mấy không, mấy anh đắp mô, mấy anh phá đường á, thì nhân dân họ che chở. Cho nên á, là mấy anh á, bây giờ đó ngược lại đó, mấy anh á, là trả cái quả báo đó. Quả báo hồi đó là phá hoại Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra bây giờ đó tôi khuyên mấy anh, đầu tiên mà muốn hết cái này đó, không có gì tốt hơn á, là coi như là đem trừ khử cái thằng Bùi Hèn với thằng Hồ Ngọc Đại đi. Rồi kế đó thả Trần Quỳnh Duy Thức nha, thả đàng hoàng, thả Trần Thị Nga, thả Mẹ Nắm, thả hết những cái lốc cơ. Tôi nói thẳng luôn á, lốc cơ Biển Mặn á, ổng ở Ban Mỹ Thuật, ổng đâu có làm cái gì đâu, thấy không? Ông Biển Mặn ổng chỉ là viết bài, ổng đòi hỏi nhân quyền, ổng đòi hỏi dân quan, ổng lên những cái Facebook, nếu mà ổng đâu có cái gì đâu. Ông Biển Mặn ổng nói rất là đàng hoàng. Vậy mà bắt ổng làm chi vậy? Bắt từ ngày 2 tháng 9 ở nhà thờ Đức Bà tới giờ vợ con không có biết nha. Nhiều Facebook lắm. Bây giờ tôi biết rất nhiều Facebook bị bắt, nhưng mà giờ tôi nói chung chung vậy là có mấy chục Facebook bị bắt. Nhưng mà bây giờ đó, cứ tôi theo tôi biết á, là tôi vô quẻ đó, là cứ mỗi một Facebook bị bắt là có 100 cơ sở của Tàu Cộng và 100 đồn công an bị cháy đó nha. Nha, bị cháy đó, nhớ kỹ á, nhiều lắm á nha. Trân trọng kính chào quý vị và các đồng bào mà đệ tử của thầy, hãy ngồi chờ đi nha, tụi con chờ đi, để sau khi
chờ cho ông trời ông trừng phạt tất cả những cái cơ sở của Tàu Cộng, chờ ông trời ông trừng phạt những tên công an ác ôn có nợ máu với đồng bào. Rồi lúc đó đó, những cái tên mà nó chuẩn bị nó đàn áp với đồng bào, nó sẽ chùng tay chùng chân. Tôi nghĩ là mới có một thằng phỏng thôi, vài chục thằng phỏng thì bắt đầu lúc đó đó, tôi nghĩ là cái đoàn biểu tình bất bạo động sẽ bắt đầu chúng ta nhóm lại ngọn lửa ngày 10 tháng 6, không để nó lụi tàn. Phải không quý vị? Trân trọng kính chào. Và đây là cái điện thư, đây là cái cáo phó mà tôi chia buồn cùng tất cả những cái cơ sở Tàu Cộng mà đã bị ông trời đốt cháy từ ngày 2 tháng 9 tới bây giờ nha. Nhưng mà ông trời có mắt đó, ráng đỡ. Trời có, bây giờ tôi muốn biết là thả ngay Trần Quỳnh Duy Thức đi nha. Ngày mai này nghe cái này đó, nếu mà hồi đầu tỉnh ngộ đó, làm một cái bàn hương án. Nó dài bữa nay con nghe cái thầy Thông Lai ông chia buồn, cho nên con lập một cái bàn hương án Nguyễn Phú Trọng đích thân, Nguyễn Xuân Phúc đích thân và Chủ tịch Quốc hội đó ra quỳ đó lại. Rồi cái thằng mà Bùi Hèn nè với cái thằng mà Hồ Ngọc Đại cũng phải qua sám hối nhé, sám hối trước trời đất. Cái ngôn ngữ của truyền thống tiếng Việt nó có từ 4.000 năm rồi, mà tôi cũng nghĩ nhiều khi ông trời không phạt mà coi như vua Hùng Vương phạt nữa nha. Trần Quang Trung nè, Lý Thường Kiệt nè, hai bà Trưng phạt nữa đó nha. Trân trọng kính chào quý vị. Quý vị muốn biết những cái gì đó, nãy giờ tôi đã nêu lại là mười mấy cái chỗ mà bị ông trời trừng phạt đó, mà mấy cái cơ sở đó đó là 100% vốn của Tàu Cộng nha. Không có đánh lầm đâu nha. Cho nên đánh rất là trúng, thiên lôi quýnh rất là trúng, không có sai chỗ nào hết. Và quý vị cứ vào Facebook đi nha. Quý vị coi vào Facebook thì chưa có bỏ lên, nhưng mà vào YouTube á, và quý vị tôi nhắc lại một lần cuối, quý vị sợ giải nhà kho Buôn Mê Thuột đã bị ông trời trừng phạt như thế nào, cháy sạch. Giải nhà kho này do Tàu Cộng đầu tư 100%. Thứ hai, làng Đại học Linh Trung, quận Thủ Đức, tất cả những tên tình báo Hoa Nam, những cái tên điều hành cái chuyện mà quản ra coi như là xâm chiếm Việt Nam, nó ở trong đó, nó cũng bị đốt cháy sạch ở Thủ Đức. Thứ ba, nhà máy nhựa Hưng Yên, 100% vốn Tàu Cộng, nó bị cháy rồi cháy chạy sang qua cái chợ gạo của công nhân Trung Quốc, thành ra vừa bị mất nhà vừa bị mất gạo, rất là tội nghiệp quý vị cứ sợ. Thứ tư là cây xăng Thái Nguyên, chủ 100% Trung Quốc, cũng cháy sạch. Thứ năm là công ty Niệm Vạn Thành, 100% vốn Trung Quốc, cũng bị coi như là thiên lôi làm cháy sạch. Thứ sáu là công ty gỗ đồ gỗ Phú Nguyên ở Bình Dương, 100% vốn Trung Quốc, cũng bị thiên lôi làm cháy sạch. Thứ bảy, nhà máy nhựa Thanh Hóa, 100% vốn Trung Quốc, cũng bị thiên lôi coi như là làm cháy sạch. Thứ tám, công ty Sơn Hoài Đức ở Hà Nội, 100% vốn Trung Quốc, cũng bị thiên lôi làm cho cháy sạch. Thứ chín, khu công nghiệp Như Xuân, Nghệ An, 100% vốn Trung Quốc, cũng bị coi như là thiên lôi, coi như làm cháy sạch. Thứ mười, công ty nhựa Hiền Phước ở Hóc Môn, 100% vốn Trung Quốc, cũng bị thiên lôi làm cháy sạch. Thứ 11, bí thư huyện Hà Tĩnh cũng bị coi như là ăn bom xăng nha. Thứ 12, đồn công an Vũng Tàu cũng bị ăn bom xăng. Rồi cái trạm biến thế ở Tiền Giang và nhà thiếu tá công an ở Tiền Giang bị cháy thê thảm và phỏng nặng. Rồi cái cây cầu ở Bình Thuận bị lũ cuốn sập, đó là tôi chia buồn cùng 10 thân trưởng công an của Bình Thuận. Và cái phòng trà vũ trường Leo của Vũ Nhôm cũng bị ông trời làm cháy nha. Đó là những cái còn nhiều lắm, tại vì tôi chưa kiểm chứng. Thế nào tôi kiểm chứng mà đã có lên YouTube rồi đó thì tôi mới nói. Còn hiện tại tôi còn mấy chục cái nữa, nhưng mà tôi phải kiểm chứng nha. Trân trọng kính chào quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ share cái cáo phó chia buồn của Thượng tọa Thích Thông Lai đến Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, đến Tập Cận Bình. Xui ơi là xui. Trân trọng kính chào.